cho mận hoàng yến nha các bạn. Nó chuẩn bị ra hoa nữa nè. Đó, bạn xem hoa nè. Hoàng yến là hoa quanh năm nha. Đó, có trái quanh năm luôn. Đó, trái ra bông cái là đặt cây luôn nha các bạn. Đó, mận hoàng yến trái quanh năm. Chuyên dùng làm chơi bonsai nha các bạn. Đó, chuẩn bị ra trái nữa nè. Đó, cực kỳ phê luôn. Đó, mận hoàng yến mỗi lần nó ra trái là ra trái kín cây luôn nha các bạn. Nó ra từ gốc tới ngọn luôn, chỗ nào cũng ra hết nè, bạn xem nè, nó ra đều hết luôn. Mận hoàng yến mình thấy nè, nó ra đọt rồi ra bông. Hoàng yến này nó hết trái cũ đó, thời gian nó phục hồi cái nó sẽ ra trái mới nha các bạn. Đó, mình bón phân cho nó một cái là nó ra tiếp tục trái, ra càng nhiều trái thì cây mình dễ suy thôi. Trái quanh năm luôn.